Ninh Vân đấy, hai thằng hôm đấy mà không bấu được vào cái cây chắc nó dê nó húc cho, thì hôm đấy chắc nó rời mẹ từ trên núi xuống thì đứt. Đuổi nó vào cái đường cùng rồi thì nó phải quay lại nó bật chứ sao. Nó phi một phát xuống từ trên đấy xuống khoảng 25 mét mà đi. Cái ngực của cái con dê nó đánh bụp phát mà. Ông các ông ấy đi từ trên đi xuống mà con đấy chết rồi, mà cuối cùng xuống nó lại chạy mất. Xong hôm đấy thuê bắt bà con mất mẹ nó 3 triệu. Coi như mất đứt mà con làm gì nữa. Bắt mẹ. Đây này, bà đây. Bắt bà con dê mất mẹ 3 triệu. Tiền thuê nó bắt đấy. Bây giờ cần đi đất cũng nhanh. Bây giờ mà để mà núi mà nó ăn cái canh nó ngon, ăn nó thơm. Nó đấy là nó là thật. Nó ăn đúng. Nói chung là mình ở đây mình thấy một số cái nhà hàng nó hoài. Một số cái nhà hàng như thằng Chính Tư nó vẫn là còn giữ được bản sắc. Phải biết nhưng mà phải đợt thuyền kia đi chậm thế. Đợt cái bọn ở Minh Bình nói với thím nha, đi thuyền này là cái tìm đàn ông người ta lái nhanh được, người ta khỏe, yếu trâu hơn cái bò. Thế là nó đem dê về nhà chú khỏe, xong còn xương ăn ngon. Đúng rồi. Nấu cháo, đấy là nấu cháo với cả đậu xanh. Đúng rồi. Đúng dân ở đây mà lại đúng mẹ bọn đấy. Xịt luôn của cà dê thì hay là không biết. Chưa đây làm tí rượu cà dê trong nhà ký thư. Ăn rồi về nó be be. Chị hỏi chim. Chú về chú hỏi chim. Cháu chim. Cà dê về nó không trả lời. Ngày hôm nay làm cái cà dê rồi. Ăn vào rồi nó cứ các thím tỉnh táo đấy, các thím đi hôm qua đi được mùng 9 mùng 8 tháng 3 rồi, hôm nay lại được đi chơi nữa. Tối tối nay à, tối nay về lại chiến đấu tiếp à? Chiến đấu tiếp. Chiến tiếp tiếp. Cháu mà ở nhà mà cháu mới vui. Cháu cũng thuộc vào cái loại hay ăn người làm cho nên là cả năm có ngày mùng 8 tháng 3 các chú đấy. Tổ chức nhìn cho các thím phải hoành tái tràng. Gọi là Phượng Hoàng đi cho nó ngoài. Phượng Hoàng núi đây. Chính xác Phượng Hoàng núi đây. Đấy, đẹp chưa? Bên này phải quay sang bên kia, bên này một tí này, quay bên tay phải bên tí này, đấy, nó mới đẹp, đấy, đấy là chụp là đẹp, còn quay là đẹp. Mười, năm sáu bảy. Cả cháu là 29, 30 người. Thế 30 người, thế 30 người mà cứ đi 4 với 5 thôi. 6 thuyền thôi. 6 thuyền thôi. À ừ. 5, 6 em nhanh đấy. Quay tận 7 thuyền. Nó mà có thứ quần nữa, đúc vào rồi là 30 thuyền. Đâu cần gì phải thứ quần, bà đây chỗ để đúc.